Ok, hello tất cả các anh em trên subscriber. Chào mừng tất cả đến với Email Việt Nam ngày thứ 1333. Và chợ đen Weekly nào. Yeah, mua cái gì đây? 5 vé. Được 5 vé nữa anh em ơi. 5 vé nữa nha. VIP luôn. VIP luôn 199 no 325 rim. 325 rim, 55 vé. Ô cái này tuyệt vời nè anh em, đang sale im luôn. Chứ nếu mà anh em mua cái kia là tới 500 rim, 500 rim mới 55 vé. Cái này im nè, cái này im nè. Nhưng mà hiện tại là chưa có rim để mua. Xui thiệt luôn. Oh my chuối. Rồi, bỏ qua một bên. Bây giờ hiện tại mình đang có, mình đi tới level 8 rồi anh em ơi, còn collect food vừa up level nữa mới xong. Bây giờ mình phải đi đây có một rim nữa nè, ôm một vé nữa nè. Bây giờ mình phải đi collect food nha. Collect food đủ hả? Collect food đủ rồi anh em ơi, bây giờ mình chỉ còn up level nữa thôi. Mình sẽ 24 triệu, mình up liver, mình kiếm một con nào đó thôi. Con nào bèo bèo, up nó lên mới được. 15 17 19, 13 con 13, Apex 13 nè. Up liver. Ok, trời ơi. Lâu quá, lâu rồi nè, up liver 40 phút nữa. 40 phút nữa tính gán lấy là 40 vé này được nữa là mở vé bữa nay luôn, nhưng mà chắc là bữa nay là không được rồi. Có thể ngày mai clip ngày mai là sẽ mở vé nha anh em. Clip ngày mai là sẽ mở 100 mấy chục vé nha. Hiện tại là mình đã trích được 79 vé rồi. 79 ngày mai là 80 với 40 là 120 vé nha. 120 vé nha anh em nào mà có mua được cái gói này nữa, mua cái trong cái chợ đen nữa là tuyệt vời nha. Đây cái này chưa, hiện tại đang sale luôn kìa anh em. 600 rim 219k mình hết tiền rồi. Ok, bỏ một bên đi. Đây gồng tháng thì mình đã có, bây giờ mình đang like con gồng tuần và cái con mét này nó vẫn chưa có ra nha. Hay là bây giờ coi. Rồi trở lại với cái lan, thì mình sẽ open lan lại nha anh em. Lan mình sẽ edit lan, mình sẽ open lại. Rồi ai muốn vô thì vô nha. Mình sửa cái title này lại luôn. Mình sẽ sửa chữa đằng này. Anh chị em Việt Nam. Rồi vào. Ok. Cái gì vậy? Chưa kịp nữa. Chữ mời đi không được rồi. Bây giờ mình sẽ mời vào. Rồi ok. Rồi xong. Mình đổ phần lan lại đó nha. Anh em vô nha. Ê chưa. Ở đây mình coi cái luôn. Đợt này mình chỉ thăng chức có 3 người thôi nha. Thăng chức là sao bạc thôi.
còn tất cả đều là member 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 nha. Rồi tất cả đều là member hết. 3 người đó chính là Huy, Khang và Kirito. Rồi. Ơi bây giờ. Ok. Open. Open devices 79 vé. Nào, từ từ. Muốn mở cũng phải đợi từ từ chứ. Chưa nữa. Bộ sưu tập này thì chị mình chỉ mới được có con rắp thôi trời. Ethini này chưa luôn. Chomandra này chưa luôn. Noran này chưa luôn. Valkyrie. Hay là bây giờ mình sẽ mở trước 70 mấy vé ra. Rồi ngày mai mình cầm click tiếp tục mình sẽ mở nữa. Ok, không biết có như vậy có được không. Thôi, bây giờ trước tiên là mình sẽ đi training trước đi, tính. Sau đó mình sẽ đi chiến. Rồi hết rồi. Qua cái map thường. Dược. Hai trận hết, trận cuối. Ok. Đánh vài trận kiếm đá tầng sau luôn mới được. Antenna Arena. Thank you.
Rồi, trận này coi như là trận cuối nha. Trận này là xong. Còn một chìa khóa nữa mà thôi mình không có quýnh. Sau một hồi thời gian suy nghĩ im lặng thì mình quyết định sẽ mở 79 vé này. Rồi chừng nữa mình sẽ mở tiếp nha anh em. Mình sẽ mở trước 79 vé cho mấy anh em. Tại vì hai ngày mình không có làm clip rồi. Hai ngày trước mình không có làm clip luôn. Bởi vì là mình sẽ bù cho mấy anh em xem. Mình sẽ mở 79 vé. Ok. Rồi sau đó mình sẽ gán tiếp tiếp. Mai là mình sẽ lấy được 40 vé kia. Rồi, ok, mình sẽ đi mở nha anh em. Đây, mình sẽ mở cho mấy anh em xem 79 vé nha. Oh, fun. Tuyệt vời luôn. Rồi, ok, mình sẽ mở 79 vé. 10 vé nha. Open more 10. Good. Như thế nào đây? 1 2 3. Màu hồng rồi, màu hồng là gì đây? Màu hồng này chắc có divide anh em. Trời ơi, x1. Xui vãi nồi. Mình chỉ một thôi anh em ơi, khổ quá, claim. Tiếp tục, open more 10. gì lý lịa chứ. Nó chạy từ từ, nó chạy từ từ. Trời ơi sao mà em ít gì lên 100 mấy 300 với người ta đi. Mười vé claim x2. Trời nhiều quá, nhiều hết sức ha. Claim cái này mình có chưa ta? No red ra đành đi. X1 luôn, trời xui vãi nào rồi gì. X1 của Hindan. Tiếp tục lại là Hindan nữa. X1 nữa. Xui quá. Để cho nó chạy lay gai, lay gai, lay gai. Làm nhanh quá chắc nó bị khớp. Trời ơi. X120 mẹ rồi, con Him Dan cũng được, được tốt hơn không? Gì vậy trời? X1 bà nội nương. Lem 19 vé. Ố phân mô 1 luôn nè. Yeah. Death ticket hả? Tại mình có một con rồi phải không? À, mình sẽ đổi một con nha. Sẽ giữ đây. X10 gì cũng được. X1. X2. Mình sẽ mở lại gai luôn, thấy ghét. X5 Him Dan mà cũng chả làm gì được.
làm hết vé rồi. Rồi, không có luôn. Hết. Rồi, sau khi mở mấy chục vé luôn. À, 10 hả? 10, 20. Để mình coi lại cái móc coi. Móc đầu này là 10. 10 vé với 79 vé là 89 vé. Rồi thêm mình đổi con rồng là 80. 80. Ủa, 79, 8, 90 vé. 90 vé của mình coi như là xong. 90 vé mà chỉ được đằng này thôi. Đây 13. Đây 30, rồi lại luôn. 13, 30 là thấy rồi, hiu cuộc đời. Hiu quạnh. Quên, để rồi mình có được con gì mình sẽ đi mình sẽ đi hết chân nó mới được. Quên nữa, bây giờ mình cũng đã hết chân không được nữa. Mình đang bị kẹt rồi. Đây, nô đành. Mình phải đi hết chân con nô đành mới được. Rồi mình có được một con. Rồi mấy cái con này thì để coi nô đành Etini này là cái gì vậy? Etini này còn 3 mảnh nữa. Con này còn 12 mảnh nữa. Con này thì chưa có. Con này là sự kiện gì vậy ta? Hay là mở vé mới nãy ta? Không nhớ nữa. 12/80. Nail bone. Chưa có luôn. Ok. Thôi coi như là mở 70 mấy vé, 90 vé của mình đã đến đây là kết thúc. Clip hôm nay tới đây là kết thúc rồi này. Để nữa mình sẽ tích vé và mình sẽ mở tiếp nha. Và bây giờ thì see you again. See you again. Mở cho mấy anh em xem đây, 2 ngày không có làm clip rồi. Cho mấy anh em đừng có buồn. Giờ thì see you again thiệt rồi đó.